Chào thầy và các bạn, em là Trần Tấn Sang, mã số sinh viên 16141256. Hôm nay em sẽ làm bài tập số 5 với yêu cầu đó là điều khiển 4 nét 7 đoạn đồng thời, thỏa mãn 2 nét đếm từ 00 lên 15, mỗi lần tăng 1 đơn vị, và 2 nét đếm từ 26 xuống 00, giảm 2 đơn vị. Thì đầu tiên là em sẽ viết chương trình cho bài này. Đầu tiên là em sẽ khai báo thư viện thiết lập cấu hình tần số cao và thời gian trễ sung clock là 20 MHz. Tiếp theo là em define cho các chân D0, D1, D2 của con 16F887 tương ứng với các chân SR, SCK, RCK, chân G của các con net 7 đoạn, để tương ứng với 4 con net 7 đoạn. Tiếp theo là em sẽ khai báo hai biến y ngắn và y dài, biến 8 bit và hàng số của mã 7 đoạn từ 0 cho đến 9. Đầu tiên là em sẽ viết chương trình xuất là 1 byte. Thì em sẽ khai báo là unsigned INT8 với biến là y. Và biến y này là sẽ chạy từ 0 cho đến 7, và mỗi lần là sẽ tăng lên là một đơn vị với các ngõ ra bit và ngõ ra mức thấp, mức cao tương ứng với các chân SR, SCK. Và cái biến bài suất này thì nó sẽ dịch về một đơn vị. Tiếp theo là em sẽ viết chương trình đếm. Thì ở đây thì như em đã khai báo từ đầu thì sẽ có hai biến 8 bit là biến y ngắn và y dài. Với biến y ngắn thì em sẽ khai báo cho hai con net để thực hiện chức năng, đó là nó sẽ giảm từ 26 về 00. Thì em sẽ dùng hàm xuất 1 byte mã 7 đoạn ra. Đây là hàng đơn vị của biến đếm đó, và đây là hàng chục của biến đếm đó. Và mỗi lần nó giảm thì nó sẽ giảm đi là -2. Khi mà biến y này nhỏ hơn 0 thì y nó sẽ trở về giá trị là 26. Nát nữa thì em sẽ khởi tạo giá trị ban đầu của y ngắn là 26 và y dài là 00. Để khi ta mới bắt đầu cấp nguồn viết chương trình thì hai con net thì sẽ bắt đầu từ 00 và hai con net còn lại sẽ bắt đầu từ 26. Tiếp theo là em sẽ viết chương trình cũng trong chương trình đếm này với hai con net hiển thị từ 00 cho đến 15, thì cũng tương tự như trên. Em chỉ thay đổi nếu điều kiện của nó là khi mà biến y này mà hơn 15 thì giá trị y nó sẽ nhảy về là giá trị 0. Ok. Với các ngõ ra tương ứng output now 2 và now với các chân RCK, RCK và chân G tương ứng. Thời gian delay em để là 300 milliseconds. Cuối cùng là chương trình chính thì em sẽ set check D với ban đầu là 0.00. Biến y ban đầu em để là giá trị là 26 và y dài thì em để là giá trị là 0. Ok. Tiếp theo là đến phần mô phỏng. Thì trong bài mô phỏng này chúng ta sẽ có một con PIC 16F887 và 4 con net 7 đoạn. 4 con net 7 đoạn và con IC là 74595. Một con IC 74595. Bây giờ thì em sẽ nạp chương trình vào. Ở đây thì em đã nạp sẵn rồi. Đề bài yêu cầu đó là điều khiển đồng thời 4 con net 7 đoạn, trong đó hai con thì đếm từ 00 cho đến 15 và hai con còn lại thì sẽ giảm từ 26 đến 00. Hai con đếm từ 00 đến 15 thì mỗi lần sẽ tăng lên một đơn vị, và hai con giảm từ 26 đến 00 thì mỗi lần là giảm xuống hai đơn vị.
Thì ban đầu là em sẽ, như trong chương trình thì em thiết lập giá trị ban đầu của hai con net này ở con trỏ chuột này đây, thì sẽ là giá trị là 00, và ở hai con net này ở con chuột trỏ này đây thì sẽ là giá trị 26. Ok, em đã nạp chương trình và bây giờ thì em sẽ mô phỏng 0026 tăng 1 giảm 2. Ok, bài đặt chương trình đã chạy theo đúng yêu cầu của đề bài. Với các chân SHCP, DS, ST, CP của con 74595 được nối với các chân tương ứng là RD0, RD1, RD2 giống như ở trong chương trình mà em đã viết ở phần define đây. Cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.